Sau dịp lễ, với diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Lâm Đồng đã phải cách ly hàng trăm trường hợp tiếp xúc với bệnh nhân nhiễm COVID-19. Tuy nhiên, tới thời điểm hiện tại, Lâm Đồng vẫn được coi là điểm đến an toàn khi chưa phát sinh ca bệnh nào. Điều này có được một phần là do công tác quản lý và ý thức cá nhân khi đến du lịch ở Lâm Đồng của du khách. Tôi chọn điểm du lịch ở Đà Lạt thì thấy là thứ nhất là Đà Lạt là một nơi rất là mát mẻ và yên tĩnh. Tới mỗi nơi đều có cái thuốc sát khuẩn và mình đeo khẩu trang và ai cũng tuân thủ theo như vậy thì mình thấy an toàn mà cũng an tâm để đi du lịch ở đây. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên năm 2020, lượng khách đến khu du lịch cáp treo Đà Lạt giảm đến 70%. Riêng trong 4 tháng đầu năm nay, đón gần 49.000 lượt, giảm gần 60% so với cùng kỳ. Để đón khách đến tham quan, đơn vị này đã chuẩn bị tốt các điều kiện gắn với đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh. Ban quản lý của khu du lịch cáp treo Đà Lạt đã có cái công tác chuẩn bị. Thứ nhất là quán triệt và chỉ đạo cho toàn thể anh em công nhân viên của đơn vị với tinh thần phòng chống dịch cao nhất, chuẩn bị những cái trang thiết bị về phòng dịch như cồn sát khuẩn, khẩu trang y tế. Ngoài các khu du lịch thì chợ, siêu thị cũng là nơi tập trung đông người và dễ lây truyền dịch bệnh. Chính vì thế mà ở các địa điểm này, việc tuyên truyền phòng chống dịch bệnh được tập trung cao độ. Ngoài tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh, xử phạt với những người không chấp hành đeo khẩu trang, thì công tác chuẩn bị nước sát khuẩn cho người dân phòng ngừa, nhắc nhở và lắp đặt các biển báo, pano tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh để người dân có trách nhiệm hơn, cũng được các chợ và siêu thị nghiêm túc thực hiện. Tăng cường công tác tuyên truyền vận động đối với các hộ tiểu thương cũng như là khách đến mua sắm, tham quan tại chợ Đà Lạt trong thời gian qua. Hàng ngày chúng tôi mở loa tuyên truyền 24/24 để đảm bảo làm sao cho người dân cũng như tiểu thương nắm bắt được công tác là từ phòng chống dịch cho mình cũng như là cho cộng đồng. Tôi đã kích hoạt tất cả các biện pháp nhằm phòng chống Covid. Thì đối với khách hàng thì chúng tôi đảm bảo 100 khách hàng khi vào siêu thị là phải được sát khuẩn và được đo thân nhiệt. Đối với nhân viên thì chúng tôi cũng tiến hành đo thân nhiệt 2 ca làm việc và kiểm soát thân nhiệt hàng ngày. Dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, số ca ở một số địa phương đang tăng cao. Vì thế, trong thời điểm hiện nay, điều người dân và du khách cần làm chính là bảo vệ chính mình, bảo vệ cộng đồng và du lịch có ý thức, chấp hành biện pháp 5K của Bộ Y tế. Việc sử dụng đúng các quy trình về phòng ngừa đã và đang có phần rất lớn trong việc bảo vệ sức khỏe cho mọi người và cộng đồng trong tình hình dịch bệnh hiện nay.